Tớ rồi mày, ba cấp ba rồi, cái quà làm gì? Map thì what the ok. Câu hỏi á, từ cứ phải từ từ. Thôi chung đặt câu hỏi để còn trả lời chứ. Chưa kèo. What the fuck? Đấy câu hỏi đầu tiên thì anh muốn hỏi mày là Nó là năng hở dương kìa. nó hết hở rồi, trời ơi, what the fuck? Chị mẹ xin mời. Nói nha, không tiết lộ được. Anh làm YouTube từ khi nào? Anh làm từ lớp 7. Rồi lớp 7. Giờ chúng đã lớp 10 rồi sao? Đúng rồi, đã làm 3 được năm 3 rồi. năm. Thắng dữ vậy. Quá bờ dù. Tiên đi, tiên đi. Mày mày chết rồi, mày chết mày rồi. Mày. Oh shit. Ê, thì ra làm được YouTube từ khi nào nhờ? Làm YouTube từ từ 7 tháng trước rồi. 7 tháng. Nhớ thời gian xác định nhưng mà cái phần video đầu tiên của Tira. Mẹ mày. Anh đến lấy cúp, anh lấy gì cho anh mua thuốc tăng hình. Ừ, cứ từ từ thôi. Câu hỏi tiếp theo em sẽ đặt cho anh là anh chơi FIFA, anh làm YouTube kênh FIFA, anh gì quên rồi, mà FIFA anh làm kênh FIFA từ khi nào? Cũng mà lúc Cũng hả? tú đi, anh đi phá rừng chúng nó. Anh làm từ lúc anh làm YouTube Hiểu rồi. hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá, xịn quá. Giờ câu hỏi tiếp theo này, anh mua hoài mày là Đừng có hỏi là em có chơi FIFA không nha. Bruh. Có nhưng mà cái đó FIFA. lâu lắm rồi. Ê xuống giúp coi, trời ơi. Kia clip rồi này. Cái đỏ này, đỏ này, đỏ này. Hay quá. Nhớ luôn. Từ à, thì ai Ui, chơi, full CPS. chơi FIFA từ từ năm lớp 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 4 rồi. Lớp 4 á? Khoảng từ thì à, thế năm nay thì là lớp 6 à? What the fuck? Thế lớp 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 4 tuổi, lớp 4. What the fuck lớp 4 tuổi? Oh. What Những cái the lớp fuck là 4 4 tuổi tuổi. đi? Nghe chơi Minecraft từ năm lớp 4 chứ không phải là năm 4 tuổi. Ô thế Lớp 4 á. anh đang hỏi phải chơi Free Fire lúc nào? Thì là năm lớp 4 và Blue sang này, blue blue ăn tích hay quá. và hết tới đâu lớp 5 thì không chơi nữa, bắt đầu chuyển sang Liên Quân chơi. Wow, rất liên quân. À không, nghe đây, từ từ là em bắt đầu chơi 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 Free Fire từ từ năm lớp lớp 3 lớp 4 gì đó, lớp 3 lớp lớp What 4 gì the đó fuck? Thế chơi. năm nay tôi ra lên lớp mấy? Sao lại nói được, không nói được, trời ơi. Để anh, để What anh. the fuck? What the Đánh phá rồi, đánh phá rồi. Ui, fuck? Sao đây, sao đây? không có đằng sau gì, đằng sau gì kia. Ui, đau đây. What My the god. Let's go attack him. Oh my god. Ui. Oh shit. Oh, một máu. À không, chính xác là hai máu. Hãy kể đến đầu ta. À đúng rồi, để kia kể lại từ đầu rồi. Tóm tắt cùng là hồi xưa Tira có chơi với mấy anh trong xóm, chơi liên quân với mấy anh trong xóm từ từ hồi mà cái con bùa xanh mà nó kiểu nó cổ cổ lắm rồi. Chơi chơi thì Mình. chỉ có là mấy anh trong xóm là thấy trò đó vui rồi, còn lúc đó em thấy trò đó như ông cả chết mẹ. Như cái đó đó, nó chè chè đoạn đó lại. anh có Ngọc này, có em mà dù. Nó vừa lâu mà nó vừa vừa nhàn á, cho nên không có chơi trò đó mà chuyển sang chơi một trò khác, Subway Surfer. Biết trò đó Chuyện biết Subway Surfer không? Hồi đó Subway Surfer cũng nổi lắm. anh đang chơi này, anh đang cày này. Đè 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 à không, chết mẹ. Tưng 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 Rồi, hát tưng tưng giống quá, có chuyện bị bán quyền đấy, trời ơi. tưng còn xanh kìa, tôi ra 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 giúp nó, ra giúp nó. Ủa, xanh là team mình mà. Anh uống thuốc tăng Ủa, hoàng. thầy. One red. Ok. Ui. The fuck?
anh không thể thắng được, anh không thể thắng được. Mày nhớ đánh rồi. Ui. Đánh. Oh my god, đánh, nó bắt đánh, cao đánh, rồi. Mẹ mày, mày xuống đây mày chơi rồi. Mày luôn. Lên, mày xuống đây mày chơi bây giờ. Lên, lên lên lên. Bắt chết mẹ. Từ thôi. Từ từ thôi, không em nó sợ. Oh my god.